Rồi trong cái thời gian chờ nhà người ta phải phỏng vấn ông này xíu, ông có người yêu chưa? Chưa. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 13 tuổi là lớp 7 rồi. Bây giờ ông thấy trong vòng tròn này có cô nào mà chạc tuổi ông thì ông đang bỏ tình đi, nên tôi làm MC luôn chứ không? Còn ông này là anh trai của ông đúng không? Ông này bao nhiêu tuổi rồi? 20 có người yêu chưa? Chưa. À rồi, nếu mà chưa là quay tay mỗi ngày. Rồi ok, và mọi người chúng ta cùng nhau hát theo đặc điểm lúc này, cũng như là thêm bài hát tình yêu để cho không khí vui hơn nhá. Đẹp hơn ngày đôi ta bao lâu, có đơn đau đau nặng hơn ngày mình xa nhau, có đôi mắt đau buồn hơn đôi mi em tuôn sầu, có đắng cay nào bằng em vội vàng qua màu. Đoạn này mọi người hát nhá. Người đàn ông bạn là ca sĩ rồi. Sợ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao. Gì nào? Yêu vội vàng em vẫn cần những thứ cao xa, nếu sau này họ ra đi vội vàng anh vẫn chờ em đâu. Hỏi lòng anh có bao nhiêu, trái tim em giờ đã quen đôi chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. À, hát bài này là nhớ ngày xưa mình bị người yêu đã, bởi vì mình nghèo. Bây giờ nó mà quay lại với mình, nó mới cá mình cũng còn nghèo. Rồi ok, một lần nữa mọi người có thể xây cánh tay của mình lên nào. Rồi chúng ta cùng nhau đứng lại một cách cuối cùng ngày hôm nay nhá. Are you ready? Nếu một ngày người em yêu vội vàng, em đừng cần những thứ cao xa. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dẫu muôn ma. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quen đôi chiều. Lần nữa nào. Xin đừng quên. Đừng quên gì ạ? Ta đã. Và thêm một tràng vào lần nữa nào. Do thời gian qua có rất là nhiều người xài bồn nước lạnh của Hùng và mang lại một công dụng rất là tuyệt vời, cho nên ngày hôm nay một lần nữa Hùng sẽ tiếp tục quay lại cái video này để hướng dẫn các bạn cách xài bột yến mạch là như thế nào nhé. Cách xài rất là đơn giản. Đầu tiên là các bạn thấy không, da mặt Hùng hiện tại bây giờ nó đang ướt, và các bạn chỉ cần lấy một muôi bột yến mạch ra lòng bàn tay. Công dụng của nó đó là sử dụng để diệt tất cả các loại mụn, đặc biệt là vết thâm. Ngày xưa mặt Hùng rất là nhiều mụn và rất là nhiều vết thâm, nhưng mà sau khi xài bột yến mạch một thời gian, mặt Hùng bây giờ thì các bạn cũng thấy đó, nếu mà những bạn nào chúng ta thường xuyên gặp Hùng ở bên ngoài, mọi người sẽ thấy da mặt của Hùng còn đẹp hơn là quay trên video nữa đó. Da mặt của Hùng sau khi mà rửa sạch lại với nước, mọi người thấy không, nó rất là mịn. Và Hùng chắc chắn 100% rằng là những người bạn nào chúng ta muốn có một làn da đẹp trắng sáng căng mịn, mọi người xài bột yến mạch xong thì mình sẽ đáp ứng được đúng cái yêu cầu đó. Và bạn nào quan tâm về sản phẩm này, mọi người hãy inbox trực tiếp cho Facebook Trần Quang Hùng để mọi người có thể được tư vấn và đặt hàng nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Xài bột yến mạch 80 tuổi vẫn đẹp trai.